vợ em nó không biết, đâm ra là nó bỏ đi mất, giờ nó hơi thiếu, nhưng mà thôi cũng được, lần sau em sẽ bổ sung. Thế anh em lưu ý nhá, cái vỏ trứng phải cho nhiều vào để cho nó có nhiều canxi cho con chim, đặc biệt là chim sinh đẻ thì càng cần nhiều canxi. Những lần trước thì em mà làm cho trào màu ấy là em sẽ bổ sung thêm cả chuối, cho thêm cả chuối vào. Tuy nhiên là nhà em gần chợ mà, hàng ngày vợ em nó đi chợ nó mua đồ ăn thì nó hay xin một ít cái quả cà chua hỏng, bảo hỏng thì cũng chẳng hỏng đâu, nó chỉ dập thôi. Đấy. Hoặc là hoa quả con ăn ấy, để các cái phần đầu thừa đuôi thẹo ấy bỏ ra là chim nó ăn hết rồi mà. Cam, chanh, ớt ăn hết. Đấy. Cho tí trứng vào phát thơm luôn, thơm lừng luôn anh ạ. Anh em cứ làm thử mà xem, thơm lắm. Đấy. Như vậy là chỉ trong khoảng từ 5 đến 10 phút anh em tranh thủ là đã có cám chim rồi. Mỗi một lần làm như này là trong 15 ngày chim ăn đảm bảo. Nữa là so với việc mà mình mua cái cám kia ấy, thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, cứ tính em, như cái lọ kia 60.000 thì nó cũng ăn trong 15 ngày, chỗ này 15 ngày, nhưng mà chi phí nó đâu đó khoảng độ tầm 20.000, thế đó, vậy là ok rồi. Đấy, trời nắng như này em vừa trộn đến đâu khô đến đấy luôn. Tuy nhiên là ta cũng trộn vừa thôi, trộn nhiều quá là nó nát hết. Đấy, em sẽ để như này đúng chỗ này luôn để phơi khoảng tầm 30 phút thì em sẽ lên em đảo lại một lần để nó khô cái mặt này, xong rồi để đảo để nó khô cái mặt ở dưới, đảo liên tục trong khoảng tầm 3-4 lần là ổn. Đấy. Nữa là trời nắng như này thì chắc một ngày là xong thì anh em cho một cái lọ hoặc là cái bì cái túi ni lông ấy mình buộc kín lại tránh nó vào hơi. Cho ăn thì cho ăn ít một thôi, đừng cho ăn nhiều, bởi vì cái cám này là cám mình làm thủ công ấy, không có chất bảo quản nên là sợ để ra ngoài môi trường nhiều, sợ là nó sẽ bị ẩm mốc. Mà như em đã chia sẻ đấy, ẩm mốc nó rất là nguy hiểm cho chim, hoặc là nó sẽ ít hót đi vì nó bị khan cổ, hoặc nữa là nó sẽ bị đi té, thậm chí là chết chim luôn. Vậy nhá, video em xin phép tạm dừng ở đây thôi. Chúc các anh em trong hội mình làm thành công. Rồi, chào các anh các chị.